Anh em có biết kênh Trực Tiếp Game không? Mình rất thích xem kênh này. Đây là chiếc smartwatch giá rẻ của shop Trực Tiếp Game bán có cái tên doanh ngoang là Mokato Stang P9V Max. Smartwatch có cái tên dài nhất thế giới. Mình sẽ làm giveaway tặng luôn cho anh em nhá. Ok, vào bài đánh giá thôi. Hộp của chiếc smartwatch này rất đơn giản, chính giữa là mặt đồng hồ mặc định của nó luôn. Làm video đánh giá xong thì mình sẽ tặng luôn cho anh em hai chiếc smartwatch này. Thể lệ tham gia mini game anh em đọc ngay dưới bình luận nha. Toàn bộ thông số thì họ sẽ sâu hết ở sau lưng. Tuy nhiên hơi lạ một xíu là chất liệu kim loại nhưng mà có vẻ như là họ dịch sai mate. Chống nước chỉ là IP67, đấy, vẫn có Bluetooth 5.0. Con này thì mình đã lấy ra sử dụng được khoảng 1-2 tuần rồi. Đây là dây sạc từ tính của nó đây, quá cúp dân rồi. Anh em không xa lạ gì với cái dạng sạc như này nữa. Giấy hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt, tuy nhiên thì ở ngôn ngữ đồng hồ lại không có tiếng Việt. Smartwatch này có kiểu dáng mặt vuông phổ thông, mình so sánh cùng với con Apple Watch phiên bản 44mm này thì chiều dài và chiều rộng nó sẽ nhỉnh hơn xíu, thì mình thấy là nó thô hơn. Mà so sánh thế thì cũng hơi khập khiễng, tại vì ở đây là một con đồng hồ giá rẻ mà. Có hai phiên bản màu bạc và đen, cá nhân mình thì mình thích màu bạc hơn tại vì nhìn nó nổi bật và nó sáng sủa. Chứ còn tay mình đã đen này, đeo thêm màu đen thì nhìn nó lại càng đen hơn. Nói chung là tùy gu mỗi người thôi. Smartwatch này thì sẽ phù hợp với anh em có chu vi cổ tay khoảng 15cm trở lên. Nếu mà nhỏ hơn thì đeo nó sẽ hơi bị thô. Toàn bộ khung của nó được làm bằng kim loại, phủ một cái lớp sơn mờ sần rất là cao cấp. Đằng sau thì vẫn có chất liệu là nhựa thôi. Đây là loa này và lỗ mic. Và nó sẽ có một nút cứng duy nhất. Nút này thì mình thấy là có độ nảy rất tốt, tập tành không bị cấn tay. Điểm thêm cái vạch đỏ tạo điểm nhấn hơn. Dây đeo cỡ 20mm thay thế được. Dây theo máy thì mình thấy là rất dít tay và đeo nó không sướng. Nhìn có vẻ là nó còn không hài hòa với khung máy to. Nếu như mà cỡ dây là 22mm rộng hơn xíu thì sẽ đẹp hơn nhiều. Màn hình dạng TFT LCD, kích cỡ 1,69 inch. Đáng tiếc là màn không cân đối, viền dưới dày hơn so với 3 viền còn lại. Ngoài ra thì kính cũng rất bám vân tay, độ sắc nét ở mức tầm trung, màu sắc hơi nhợt nhạt, có độ sáng ở mức trung bình. Nói chung thì cũng đủ xài, tầm tiền này thì cũng khó đòi hỏi gì hơn. Cảm biến lắc cổ tay xăm giờ cực kỳ nhạy, chỉ cần các cái thao tác nhẹ đưa tay lên là sáng ngay. Với kiểu nhạy quá như này sẽ gây tốn pin hơn vì màn hình sáng nhiều lần trong ngày. Tuy nhiên khi chạy xe rung lắc mạnh lại không bị sáng màn hình. Thiếu các tính năng cử chỉ bật tắt màn hình nhanh. Ôi xời, đeo trên tay nhìn cũng ra gì phết. Có 5 mặt đồng hồ mặc định và cài thêm một mặt từ kho mặt trực tuyến. Đây là mặt mình cài từ kho mặt này và anh em có thể set mặt tùy biến theo ảnh cá nhân. Thanh trạng thái đây, mình thích nhất ở những con đồng hồ nghe gọi ấy, là nó có thể bật tắt Bluetooth cuộc gọi nhanh. Có nhiều con đồng hồ nghe gọi nó không có tính năng này thì nó sẽ rất là bất tiện. Chỉnh rung này, độ sáng, anh em có thể xem thời tiết luôn. Vuốt phải là quyết gật, mình thấy là cái animation của nó hơi chậm một xíu. Tuy nhiên thì nó không ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng. Không có dạng vòng lọc cho nên anh em sẽ lại phải vuốt để trở về mặt đồng hồ xem giờ. Ngay dưới là thông báo, mượt mè phết, nhận được 10 thông báo gần nhất. Đầu tiên này là thông báo Zalo này. Với những ứng dụng nằm trong mục khác thì nó sẽ không hiển thị tên ứng dụng và icon. Và anh em sẽ không xóa được từng thông báo. Nếu muốn xóa thì chỉ có đợi thông báo mới này thì nó sẽ xóa dần dần các cái thông báo cũ. Thông báo từ Messenger này thì nó sẽ hiển thị được nội dung tầm 3 đến 4 dòng trên cả iPhone và Android. Phone chữ thì cũng ok đấy, to, dễ đọc, nó bị lỗi ngắt chữ xuống dòng. Anh em chỉ đọc được tầm khoảng 5 giây thôi. Nếu như mà không vuốt chạm vào ấy, nó sẽ tự động bị thoát cái thông báo này ra. Nếu như mà anh em muốn xóa hết toàn bộ thông báo thì chỉ cần bấm Clear là ok. Bên trái là giao diện ứng dụng dạng tổ ong, mình nhìn thấy là khá rối mắt. Còn về độ mượt thì tùy anh em cảm nhận nhá, cá nhân mình thì cũng thấy là ok đấy. Thời tiết thì nhìn rất là đơn giản, chỉ có nhiệt độ, nắng mưa ra sao. Cũng có khiển nhạc này và khiển camera chụp ảnh. Còn tập luyện thể thao thì nó sẽ có 7 môn tập luyện, không có GPS nha. Về đo đạc tập luyện, các cái thông số như là bước chân, calo tiêu hao và nhịp tim, đơn giản vậy thôi. Có đầy đủ các ứng dụng cơ bản như là đặt báo thức và bấm giờ. Ok, như vậy là đủ dùng rồi. Kết nối điện thoại, anh em tải app Dafit. Đây là app kết nối ngon nhất dành cho các cái con smartwatch giá rẻ. Con nào mà sử dụng app kết nối này ấy, thì cực kỳ ngon. Tại vì thứ nhất là nó có thể đồng bộ với Google Fit khi mà anh em tập luyện thể thao. Kho mặt của Dafit thì nó sẽ cập nhật theo hai dạng. Một là theo sự kiện chủ đề, ví dụ như là World Cup Qatar 2022 này, thì nó sẽ có những cái mặt theo chủ đề đó. Và thứ hai là cái dạng kiểu cập nhật thông thường, theo tuần, theo tháng. Chung là dùng những con đồng hồ mà kết nối với app Dafit ấy, nó sướng lắm. Kho mặt nó vô cùng đồ sộ. Ngoài ra thì nó sẽ có mặt tùy biến theo ảnh cá nhân, có cả dạng mặt đồng hồ AI nhá. Về nghe gọi, nếu như mà anh em kết nối với điện thoại iPhone thì sẽ nhận được cuộc gọi Messenger và Zalo, còn Android thì không được. Ở trên iPhone thì nó sẽ nhận Bluetooth nghe gọi theo kiểu giống dạng tai nghe này. Bây giờ thì mình sẽ test cuộc gọi Messenger, Zalo thì nó cũng tương tự thôi. Chất lượng vàng, còn tính chữ kép mắt, cá nhân mình thấy cũng ok đấy. Tuy nhiên thì nếu mà loa để mắt ấy, thì nó sẽ hơi
hiểu nghe nó giống như là cái dạng mono ấy, nó không trong, kiểu nghe nó hơi rè rè. Ở đây là mình đang ở trong phòng không có tiếng ồn nào đấy nhá, ra ngoài đường nhiều người qua lại xe cộ thì rất khó để em thể sử dụng nghe gọi được. Đến bước chân không ngon, mình test nhiều lần đi lại 200 bước luôn bị dồi thừa lên vài chục bước. Còn chạy xe máy thử xem có dính lỗi nhảy bước chân hay không thì mình chạy xe hơn 13 cây, đi qua khá nhiều đoạn đường sóc bị nhảy lên 256 bước. Theo dõi nhịp tim rất tệ, hai lần test chạy bộ và đạp xe khi nhịp tim tăng cao lên 130-140 thì đồng hồ này vẫn ở mức trung bình 75-80, độ sai lệch rất lớn nên là không phù hợp cho anh em tập luyện cơ bản. Thời lượng pin thực tế mình nhận thông báo rất ít, nghe gọi thì chỉ khoảng 3 lần, đo nhịp tim liên tục trong 5 phút một lần. Các tác vụ cơ bản xài được khoảng trung bình là gần 3 ngày. Mình có test thử chế độ tiết kiệm chỉ xem giờ được khoảng C một tuần. Pin dùng chỉ ở mức trung bình, nhưng mà điểm cộng là thời gian sạc nhanh chỉ hơn 1 tiếng là đầy. Mình thấy con đồng hồ này chỉ chống nước IP67. Thế mà ông phong gió ông ấy còn test đống đá. Rồi mình sẽ test thử ngâm 30 phút để kiểm tra xem là mức độ chống nước nó như nào nha. Màn hình vẫn đang ok bình thường nhá. Rồi, mình để quên gần 40 phút rồi. Để tìm đồng hồ xem là nó còn sống sót không. Vẫn chung dùng ngon lành. Cảm ứng các kiểu vẫn ok. Được đấy, uy tín. Trên đây là toàn bộ trải nghiệm của mình về đồng hồ Mokato Stack P9W Max của kênh Trực Tiếp Game Shop đang bán. Đây là một chiếc đồng hồ thông minh đơn giản, phù hợp với các bạn có nhu cầu bình thường, chỉ nhận thông báo, nghe gọi, theo dõi sức khỏe nhẹ nhàng. Ưu điểm là có khung kim loại cao cấp, đàm thoại có loa nghe to, khoang mặt đồng hồ siêu đồ sộ từ đa fit, tuy nhiên pin chỉ ở mức trung bình. Anh em nhớ tham gia mini game để thử vận may nhận smartwatch này miễn phí nhé. Hãy đóng góp một like và đăng ký kênh nếu thấy video mình hữu ích. Cảm ơn em và hẹn gặp lại.